Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân của Nga, các nước phương Tây đang nỗ lực cải thiện khả năng tự cung cấp năng lượng hạt nhân, bao gồm tăng cường khả năng làm giàu uranium và thành lập các cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân mới. Trung Quốc cũng nhân cơ hội này tăng cường mua hàng từ Nga, mua hơn 700 triệu USD uranium đã được làm giàu từ năm ngoái cho đến năm nay. Mối quan hệ đối tác hạt nhân ngày càng mở rộng giữa Nga và Trung Quốc đang có tác động rất lớn đến các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022, dữ liệu của Viện RUSI của Anh cho thấy Nga đã xuất khẩu lượng uranium được làm giàu cao sang Trung Quốc để sản xuất CFA-600, nhiều gấp 7 lần so với tất cả các nguyên liệu được loại bỏ trên toàn thế giới dưới sự bảo trợ của Mỹ và IAEA trong 3 thập kỷ qua. Trung Quốc cũng đang hoàn thiện một nhà máy trên sa mạc ở tỉnh Cam Túc được thiết kế để chiết xuất plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng của CFA-600. Mục đích của Trung Quốc là gì khi gia tăng nhập khẩu uranium đột ngột từ Nga? Đồng thời, Mỹ và Trung Quốc tổ chức đàm phán hạt nhân bán chính thức lần đầu tiên sau 5 năm. Điều gì ẩn chứa đằng sau cuộc đối thoại giữa hai cường quốc này? Mời quý vị đón xem trong video ngày hôm nay. Theo báo cáo mới nhất của IT News, theo dữ liệu từ Cục Thống kê của Trung Quốc, tháng 5 năm 2024, tổng giá trị uranium đã làm giàu và các nguyên tố mang tính phóng xạ, đồng vị và hợp chất phóng xạ khác của Trung Quốc từ Nga là 233 triệu USD. Trong đó, uranium được làm giàu lên tới 231,5 triệu USD, các hợp chất khác thì khoảng 1,4 triệu USD, lập mức cao kỷ lục. Đây là giá trị lớn nhất kể từ khi số liệu thống kê được thu thập vào năm 2015. Dữ liệu cũng cho thấy, tháng 4 năm nay, số tiền Trung Quốc mua uranium làm giàu đã lên tới gần 70 triệu USD. Lượng mua vào tháng 5 tăng vọt. 5 tháng từ đầu năm tới nay, Bắc Kinh đã mua uranium và các nguyên tố khác từ Moscow trị giá lên tới 311 triệu USD. Tính đến cuối năm ngoái, Nga đã bán tổng cộng các nguyên tố phóng xạ trị giá 440 triệu USD cho Trung Quốc. Trong đó, 418 triệu USD là uranium đã được làm giàu. Trong số các nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân trên thế giới, Rosatom là nhà cung cấp uranium đã làm giàu lớn nhất trên thị trường toàn cầu. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, mặc dù đã bị phương Tây thực hiện các lệnh trừng phạt nghiêm khắc, vẫn tiếp tục xuất khẩu một lượng lớn sản phẩm uranium đã được làm giàu. Theo phân tích dữ liệu thống kê có sẵn công khai của Học viện Nghiên cứu Chiến lược và Viện các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, tức là Viện RUSI, ước tính, năm 2021, các quốc gia trên thế giới nhập khẩu uranium đã làm giàu trị giá khoảng 1,29 tỷ USD từ Nga. Con số nhập khẩu năm 2022 và 2023 lần lượt là 2,03 tỷ USD và 2,7 tỷ USD, cho thấy xu hướng tăng lên. Và vào năm 2022, Rosatom đã cung cấp khoảng 30% lượng uranium đã làm giàu cho các nước EU và 23% lượng uranium đã làm giàu cho các công ty tiện ích của Hoa Kỳ. Uranium đã được làm giàu do Nga cung cấp cho Trung Quốc. Thứ nhất là có thể được sử dụng làm nhiên liệu hạt nhân trong các phản ứng hạt nhân. Thứ hai, nó là một trong những nguyên liệu thô chính để sản xuất vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, Trung Quốc đang là cường quốc năng lượng hạt nhân với 55 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và 22 lò nữa đang được xây dựng. Từ năm 2022 đến tháng 5 năm nay, Bắc Kinh đã nhập khẩu một lượng lớn uranium đã được làm giàu từ Nga. Mục đích thứ nhất là tăng kho dự trữ chiến lược trong nước để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hạt nhân. Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc từng tuyên bố rằng các kho dự trữ uranium được làm giàu chiến lược trong nước nên được mở rộng để đối phó với biến động giá cả, rủi ro chuỗi cung ứng và các thách thức khác. Một mục đích khác là chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Hợp tác hạt nhân giữa Trung Quốc và Nga có thể ngược dòng từ những năm 1950 khi Liên Xô cung cấp hỗ trợ về vật liệu, công nghệ và chuyên gia hạt nhân. Khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, Liên Xô đã ngừng hỗ trợ hạt nhân, nhưng Trung Quốc và Nga đã nối lại hợp tác trong thế kỷ 21. Đặc biệt trong những năm gần đây, sự hợp tác đã được tăng cường. Ví dụ khi ông Tập Cận Bình đến thăm Nga vào tháng 3 năm 2023, ông đã tuyên bố với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Rosatom và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc đã ký hợp đồng dự án hợp tác dài hạn để phát triển lò phản ứng neutron nhanh và hệ thống chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín. Vào ngày 4 tháng 5, Chính phủ Nga đã chính thức phê duyệt công ty nhiên liệu TVEL
Trong 3 năm tới, nhiên liệu hạt nhân mới có độ làm giàu uranium 2-3 năm không quá 30,4% sẽ được xuất khẩu cho dự án lò phản ứng Hà Phổ Khoái ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Hai lò phản ứng hạt nhân neutron nhanh của dự án có công suất phát điện là 600 MW. Trong urani tự nhiên, uranium 238 không dễ bị phân tách, chiếm 99,2% và uranium 235 chỉ chiếm 0,8%. Loại thứ hai là nhiên liệu cho các lò phản ứng thông thường và là vật liệu tự nhiên duy nhất trong tự nhiên dễ phân hạch. Nga đã phê chuẩn xuất khẩu uranium 235 cho Trung Quốc, trực tiếp tiết kiệm quá trình tinh luyện của Bắc Kinh. Với uranium được làm giàu có độ tinh khiết cao hơn, Trung Quốc có thể sử dụng các lò phản ứng hạt nhân neutron nhanh để sản xuất plutonium, nguyên liệu phân hạch chính để sản xuất vũ khí hạt nhân. Năm ngoái, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đưa tin, cựu nhà phân tích chính sách phòng thủ tên lửa và răn đe hạt nhân của tổ chức Heritage Foundation là Patty Rain Geller đã đăng tải bài viết bày tỏ sự hợp tác hạt nhân ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga trong những năm gần đây là điều đáng lo ngại. Sự phát triển này có nghĩa là Nga cung cấp càng nhiều nhiên liệu, Trung Quốc sản xuất càng nhiều plutonium. Và khi Trung Quốc càng sản xuất được nhiều plutonium, thì nước này càng có thể chế tạo được nhiều vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Alex Wallerstein, một nhà sử học vũ khí hạt nhân người Mỹ, lại có quan điểm khác. Ông nói với VOA rằng, Hội đồng Vật liệu Phân hạch Quốc tế ước tính, Trung Quốc đã sở hữu khoảng 14 tấn uranium được làm giàu ở mức độ cao và khoảng 3 tấn plutonium tách ra, đủ để tạo ra nhiều đầu đạn hạt nhân nhất có thể. Theo báo cáo năm 2023 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển, Trung Quốc là quốc gia có vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới. Chỉ trong một năm, nước này đã tăng từ 350 vũ khí hạt nhân vào năm 2022 lên 410 vũ khí hạt nhân vào năm 2023 và đang tiếp tục tăng. Tin rằng một khi Trung Quốc xác định được nhu cầu và sẽ có tiềm năng mở rộng số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lên ngang tầm Mỹ và Nga vào năm 2030. Báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố năm 2023 dự đoán rằng Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí hạt nhân và sẽ có tới 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Trung Quốc không trực tiếp phủ nhận hay thừa nhận điều này mà nhấn mạnh rằng sự phát triển gần đây của vũ khí hạt nhân sẽ mang tính phòng thủ. Rõ ràng, sự gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này có liên quan trực tiếp đến việc họ tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp hạt nhân của Nga và việc nước này nhập khẩu uranium làm giàu quy mô lớn từ Nga. Ngoài hai mục đích trên, Trung Quốc còn có mục đích lợi dụng các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga để xuất khẩu uranium đã làm giàu và thu lợi nhuận. Một khả năng khác là Rosatom và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc có thỏa thuận bí mật. Đó là Nga xuất khẩu uranium đã làm giàu qua các kênh không bị trừng phạt sang Trung Quốc và nước này lợi dụng cơ hội để kiếm lợi nhuận. Báo cáo của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh cho thấy, vào năm 2022, Trung Quốc chỉ sản xuất 97 tấn uranium đã làm giàu, không khác nhiều so với 95 tấn vào năm 2021. Tuy nhiên, vào năm 2023, xuất khẩu uranium đã làm giàu của Trung Quốc tăng vọt 288% so với năm 2021, đạt 368 tấn. Sự gia tăng xuất khẩu uranium làm giàu của Trung Quốc vào năm 2023 chủ yếu quy công lao thuộc về thị trường Mỹ. Theo thống kê của Trung Quốc, Trung Quốc đã xuất khẩu 175 tấn sang Mỹ, nhưng dữ liệu của Mỹ cho thấy nước này đã nhập khẩu tới 293 tấn uranium đã làm giàu từ Trung Quốc. Ngoài ra, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc cũng đã ký hợp đồng cung cấp với Tập đoàn Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc từ năm 2026 đến năm 2031. Đằng sau chuyện này có gì mờ ám? Rõ ràng, trước việc Trung Quốc gia tăng nhập khẩu uranium đột ngột, Hoa Kỳ, châu Âu và các nước phương Tây khác cần phải cảnh giác. Thứ nhất, đề phòng sự gia tăng đầu đạn hạt nhân của nước này. Thứ hai, để tránh nguy cơ chuyển từ phụ thuộc vào Nga sang phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng uranium được làm giàu. Đằng sau cuộc đối thoại hạt nhân lần thứ hai giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 6, Reuters đưa tin độc quyền, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nối lại các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân bán chính thức đầu tiên sau 5 năm vào tháng 3 năm nay. Người đại diện phía Mỹ bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan. Đại diện phía Trung Quốc tin tưởng chắc chắn rằng họ có thể đánh bại Đài Loan trong một cuộc chiến tranh thông thường mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân. Một số phương tiện truyền thông cho rằng Trung Quốc hứa không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Đài Loan là không chính xác. Thông thường, các cuộc đàm phán giữa hai chính phủ được gọi là vòng 1. Vòng 2 có sự tham gia chủ yếu của các cựu quan chức và học giả và có tính chất bán chính thức.
Lần này, các cuộc đàm phán hạt nhân Trung-Mỹ thuộc về hướng thứ hai. Trung Quốc đã cử một phái đoàn gồm các học giả và nhà phân tích, trong đó có một số cựu sĩ quan quân đội. Người tổ chức Hoa Kỳ là David Santoro, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii cho biết, ông đang chuẩn bị một báo cáo về các cuộc thảo luận này cho chính phủ Hoa Kỳ, nhưng sẽ không thể công bố rộng rãi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các cuộc đàm phán vòng 2 có thể có lợi mặc dù họ không tham gia, nhưng họ đã biết về chúng. Các thành viên của phái đoàn Trung Quốc và Bộ Quốc phòng nước này không trả lời khi được yêu cầu bình luận. Trước cuộc đàm phán vòng 2, vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái, trước cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc đối thoại kiểm soát vũ khí đầu tiên kể từ khi bắt đầu thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Obama. Mallory Stewart, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục trưởng Cục kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Hiểu Ba đã đứng đầu trong cuộc đối thoại, nhưng các cuộc hội đàm lần này không mang lại kết quả cụ thể nào. Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng bản thân cuộc thảo luận mang tính xây dựng, phía Mỹ cũng đưa ra một số đề xuất tích cực, chẳng hạn như thông báo phóng tên lửa, tương tự như thỏa thuận thông báo phóng mà Trung Quốc và Nga đã đạt được. Thế nhưng mà lại không được phía Trung Quốc chấp thuận. Nước này cũng từ chối tham gia vào các cuộc tiếp xúc mang tính thực chất. Không đưa ra cho chúng tôi bất kỳ đề xuất nào về các vấn đề như mở rộng hạt nhân, tư duy chiến lược hạt nhân, chính sách hoặc ngân sách. Phái đoàn Trung Quốc không đưa ra câu trả lời nào mang tính thực chất. Thái độ của Trung Quốc rất cứng nhắc. Vào ngày 18 tháng 1 năm nay, Pranay Vadi, quan chức cấp cao của Nhà Trắng chịu trách nhiệm về các vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đã nói với một tổ chức nghiên cứu ở Washington rằng Hoa Kỳ không mong đợi trong thời gian ngắn sắp tới có thể đàm phán với Trung Quốc về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân chính thức. Nhưng ông nhấn mạnh, những người ra quyết định chủ chốt hoặc những người có ảnh hưởng của Trung Quốc cần phải tham gia vào các vấn đề liên quan đến vị thế hạt nhân của Trung Quốc. Chúng tôi biết kho vũ khí hạt nhân của họ vẫn đang mở rộng. Về mặt kiểm soát vũ khí, chúng tôi thực sự muốn thấy Trung Quốc phản ứng với một số ý tưởng thực chất hơn của chúng tôi về việc giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi vẫn đang chờ xem liệu họ có làm như vậy hay không. Theo một báo cáo ngày 2 tháng 5, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang web Semaphore rằng Trung Quốc đã từ chối tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vấn đề hạt nhân giữa Trung Quốc và Mỹ vượt xa vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Từ góc nhìn của Mỹ, vẫn còn hai vấn đề then chốt cần phải đối mặt. Một là việc ứng dụng AI trong các hệ thống vũ khí hạt nhân. Mỹ đã đưa ra cam kết rõ ràng và chắc chắn, con người có toàn quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân thay vì sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra quyết định về việc triển khai vũ khí hạt nhân. Pháp và Vương quốc Anh có chung quan điểm với Hoa Kỳ. Mỹ kêu gọi Trung Quốc và Nga không sử dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm soát vũ khí hạt nhân. Vào ngày 14 tháng 5 năm nay, cuộc đối thoại liên chính phủ Trung-Mỹ đầu tiên về trí tuệ nhân tạo AI đã được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Nếu vấn đề ứng dụng AI trong hệ thống vũ khí hạt nhân vẫn mang tính định hướng tương lai, thì một vấn đề khác sắp xảy ra, đó là liệu có nên sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến tranh có thể xảy ra ở eo biển Đài Loan trong tương lai hay không? Cộng đồng chiến lược Hoa Kỳ đã nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Ví dụ, vào ngày 4 tháng 3, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách quốc phòng James Allison đã xuất bản một bài báo "Cuộc khủng hoảng tiếp theo ở Đài Loan chắc chắn liên quan đến hạt nhân", trong đó nêu rõ: Thứ nhất, nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết định xâm lược Đài Loan, không ai có thể làm gì để thay đổi ý định của họ. Thứ hai, trong trường hợp này, việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể sẽ không khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhưng nếu thất bại quân sự thì tương đương với việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc mất đi quyền lực, thậm chí mất mạng. Khả năng này có vẻ càng hợp lý hơn. Thứ ba, khi đánh giá kịch bản cụ thể về việc xâm lược Đài Loan, các nhà phân tích phương Tây thường hạ thấp khía cạnh hạt nhân. Thứ tư, trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ hiểu chính sách vũ khí hạt nhân của họ trên bề mặt. Điều cần ghi nhớ đó là nước này đã đưa ra lời đe dọa hạt nhân khi kích động chiến tranh biên giới với Liên Xô năm 1969. Khi cuộc khủng hoảng Đài Loan năm 1996 và cuộc khủng hoảng eo biển năm 2005 sắp nổ ra, các quan chức cấp cao của họ đã đưa ra những lời đe dọa tương tự như vậy đối với Hoa Kỳ. Thứ năm, Trung Quốc không ngừng mở rộng kho vũ khí hạt nhân, hỗ trợ chiến lược mới về hạn chế sử dụng vũ khí hạt nhân lần đầu. Thứ sáu, Trung Quốc có thể tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc khủng hoảng Đài Loan trong tương lai mà không cần dùng đến các mối đe dọa hạt nhân rõ ràng. Bài báo kết luận rằng cách an toàn nhất để đối phó với một cuộc khủng hoảng hạt nhân tiềm tàng là ngăn chặn nó xảy ra ngay từ đầu.
Một mặt, Hoa Kỳ đã hành động nhanh chóng để tăng cường răn đe hạt nhân và thông thường, làm suy yếu tiềm năng khai thác các mối đe dọa hạt nhân của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Đài Loan. Mặt khác, Mỹ phải nỗ lực gấp đôi để biến Đài Loan trở thành con nhím khó tiêu trong mắt Trung Quốc. Một ví dụ khác, vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, Matteo Kroenig, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương, đã công bố báo cáo nghiên cứu cố ý sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Đài Loan, kịch bản và cân nhắc đối với Hoa Kỳ. Báo cáo này lập luận rằng, một là Trung Quốc có thể sử dụng năng lượng hạt nhân của mình hỗ trợ xâm lược Đài Loan và ngăn chặn Hoa Kỳ đáp trả. Nếu Trung Quốc sử dụng vũ khí hạt nhân thì Hoa Kỳ cần đáp trả bằng vũ lực hạt nhân. Hai là các quốc gia nên cân nhắc việc sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên. Ba là Hoa Kỳ cần áp dụng một chiến lược rõ ràng chống lại Trung Quốc, bao gồm cam kết rõ ràng về việc bảo vệ Đài Loan khỏi cuộc xâm lược vô cớ của Bắc Kinh. Điều này có thể mở rộng chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ sang Đài Loan. Như vậy có thể thấy, Hoa Kỳ đã phải đối mặt với vấn đề vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến tranh eo biển Đài Loan có thể xảy ra trong tương lai và tích cực ứng phó với vấn đề này. Đáng lẽ Trung Quốc đã kịp thời nhận thấy xu hướng này trong cộng đồng chiến lược Hoa Kỳ. Điều này đã gây áp lực đáng kể lên Trung Quốc. Xét cho cùng, khoảng cách năng lượng hạt nhân giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn là rất lớn. Nếu Hoa Kỳ quyết tâm sử dụng vũ khí hạt nhân để giúp bảo vệ Đài Loan, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh, thì Trung Quốc không thể phủ nhận ý chí sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần thiết của Hoa Kỳ. Đó là điều mà Trung Quốc không thể chấp nhận được. Để thăm dò hướng đi của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã phát động các cuộc đàm phán hạt nhân vòng 2 khi cuộc đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân liên chính phủ bị đình trệ. Điều này đã dẫn đến các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân bán chính thức đầu tiên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sau 5 năm vào tháng 3 năm nay. Tất nhiên là Trung Quốc có thể đã nghiên cứu vấn đề có nên sử dụng vũ khí hạt nhân để phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan hay không. Đã có câu bỏ đảo mà không có người, trong đó bao gồm cách đối phó với cuộc phản công hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc thua xa Hoa Kỳ về cả lực lượng thông thường và hạt nhân. Vào tháng 4 năm ngoái, ông Tập Cận Bình nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen rằng Mỹ đang cố lừa để Trung Quốc xâm lược Đài Loan, nhưng ông ta sẽ không cắn câu. Người ta nói rằng đây là lần đầu tiên Tập Cận Bình đưa ra tuyên bố này với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Bất kể động cơ của Tập Cận Bình khi nói điều này là gì, nó cho thấy một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan không phải là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Hãy quay trở lại cuộc đàm phán hạt nhân Trung Mỹ vòng 2 vào tháng 3 năm nay. Đại diện Trung Quốc cho biết, ông tin tưởng chắc chắn rằng mình có thể đánh bại Đài Loan trong một cuộc chiến tranh thông thường mà không cần sử dụng tới vũ khí hạt nhân. E rằng chính họ cũng không tin vào điều này, mà chỉ là đang kiếm cớ và cố gắng đánh lừa người Mỹ mà thôi. Tuy nhiên thì người Mỹ đang nghiên cứu rất sâu về các chiến lược liên quan và chỉ đang nhìn vào những trò lố của Bắc Kinh. Dĩ nhiên, bất kỳ động thái nào liên quan đến vũ khí hạt nhân đều đáng chú ý, vì đây có thể là lá bài then chốt trong cuộc đấu giữa các cường quốc quân sự. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc chiến tranh ngầm vô cùng nguy hiểm này. Quý vị cũng hãy theo sát các chương trình của chúng tôi để luôn có được thông tin mới nhất. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!